đây vị khách rất là nặng, à, cao 1m52. Nặng 72kg. Nói giúp túc bùa đó. Kéo nữ nai nhìn kỳ quá quý vị ơi. Nó lỡ lỗi. Xin kính chào quý vị khán giả đến kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hôm nay chúng ta quay trở lại làng du lịch Thới An Đông, đúng không chỗ? À, và hôm nay thì Tiết Cương làm người phu không giác, và sau lưng Tiết Cương đây vị khách rất là nặng, à, cao 1m52. Nặng 72kg. Nói giúp túc bùa đâu. Tiết Cương phải kéo giờ đi đâu vậy bà chủ? Cứ đi rồi sẽ biết hả? Cứ đi chừng nào dừng lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan du lịch tiếp khu du lịch ở đây nha quý vị. Khổ lắm quý vị ơi. Mình làm người phu không giác. Lâu lâu về Cần Thơ á, để quay vlog tặng quý vị khán giả. Đâu quý vị thấy không, đâu có sung sướng gì đâu. Làm phu kéo xe nè. Ở đây thôi không, bà chủ ơi không mấy đi qua xe. Qua xe đạp được không? Chứ này sao nặng quá. Đổi xe tùm lum vậy. Vậy không cho đổi hả? Vậy đi luôn. Trời ơi kỳ cục quá. Bà chủ không có cho đổi xe quý vị ơi. Đây có chiếc xe lôi không cho đi bắt. Không có. Không ai. Rồi tới rồi, bây giờ mình qua. Mình qua chiếc xe ngựa được không? Rồi xuống. Kính mời bà chủ xuống. Rồi. Tới nơi rồi, xin cho tính tiền bà chủ ơi. Hai quan tiền. Không có tiền. Rồi xin chào quý vị trở lại với kênh Tiết Cương. Và hôm nay thì Tiết Cương và Cẩm Ngọc lại tiếp tục được chủ nhân của Viện Bảo tàng Cầm Thi. Hôm nay thì Hà sẽ giới thiệu cho Tiết Cương và Cẩm Ngọc có điều gì mới lạ để tặng quý vị khán giả không ta? Là có điều gì mới lạ tiếp theo không? Tiếp theo thì mời anh Cương tham quan nhà cổ và vườn bonsai. Vậy hả? Và bộ sưu tập áo dài và xe giao thông năng lượng xưa. Trời ơi quá trời của đất luôn. Nếu vậy thì phải đi quay ngược trở lại hả? Cái lại phải lên xe đi nữa hả? Thôi đi bộ đi chỗ lẹ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào thăm nhà cổ ha. Coi cổ này có điều gì đặc biệt. Ở đây có hai cái này gọi là hai cái gì? Hai cánh cửa này là đây có bốn câu đối. Có nghĩa là cũng giải thích cho cái cổ nó tan cây cũng thường. Đây là hai cây mai chú vĩ luôn gò công ở quê hương của bà Tiền Nữ. Trước đây ông bà thường hay mượn cây cảnh để dạy con cháu là tan cây cũng thường như thế nào trong cái đời sống của mình. Và đây là mai cánh thủy hả? Mà nó quá thật luôn không? Nó bị chết lâu năm rồi. Con ghế này là ngồi để làm chi vậy hả? Những dịp Tết thì ông bà con cháu chúc Tết ông bà. Chúc Tết đi Cẩm Ngọc lì xì. Chúc Tết đi. Chúc bác Cương năm nay phát tài hay gì không? Chúc đi. Trời ơi là trời. Chúc bác Cương có thật nhiều sức khỏe. Cho con cháu là nhiều tài lộc. Rồi, ủa gì mà bà chúc hồi tôi giống như tôi là người thiên cổ vậy, tôi người đó vong hồn. Cho con cháu nhiều tài lộc. Trời ơi là trời. Thôi bỏ qua luôn. Như vậy là cái cây này mai chú thủy là quá thành nâu luôn ha. Quá trời đẹp luôn. Mấy cái này là bao lam thành vọng và khi vô đối là mình thiết kế theo cái phong cách của Nam xưa. Và đối lấy sáng lấy gió. Đây là bộ ngồi bộ đồ bàn ăn để ngồi tiếp khách này ha. Và những cái việc mà khách đến nhà thì mình ăn cơm tại khách ở đây, uống trà ở trong. Ủa mình ăn là ăn cái bàn này, mà uống là phải uống ở bàn này. Rồi nó có khác nhau không quý vị ơi? Để mấy bộ vũ khí này là của ai? Cái này nó là bức bình phong cho phong thủy được. Để thể hiện cái sự quyền lực của uy nghiêm ha. Còn này gì vậy? Cái này là cái sông trầm nhỏ để mình sông trầm cho nó thơm. Sông trầm hả? Còn này để nhổ trầu. Đúng rồi. Còn này? Cái đó là cái sông trầm lớn. Sông trầm luôn nha. Còn này? Cái đó là cái khay để mà ăn trầu. Ăn trầu của mình nè. Có ăn trầu không bà? Bà có ăn trầu không? Quá trời.
Rồi bây giờ ô còn có cái đi văn này là sao đây, cái đi văn này có gì đặc biệt không? À, cái đi văn này thì để con cháu ông bà ngồi quay quần nhau. Ủa Hà cho Tiết Cương hỏi cái nhà này đó là mình có sẵn ở đây hay là mình xây theo cái kiến trúc xưa? Nhà này thì mình xây theo kiến trúc xưa và mình thiết kế nhưng mà cái vật liệu và đồ gỗ là từ những cái căn nhà xưa của Nam Bộ. Nhất là cái gạch này ha. Gạch này là của trường Châu Văn Liêm xưa. Dạ hả? À, cái cầu thang đó là của nhà cổ Bình Thủy. Trên đó cái có cái gác vừa là giếng trời để lấy sáng lấy gió. Nào bây giờ chúng ta vào xem. Cái gạch là của trường Châu Văn Liêm á hả? Và cái này là của cái cầu thang của nhà cổ Bình Thủy, cái căn nhà phố của Bình Thủy khi mà họ tháo dỡ thì mình mua cái sách này. Còn trên này mình làm một cái gác hả? Vừa là gác mà vừa là để khi nhà đóng cửa thì nó không có bị tù túng, nó không có bị không khí nó đối lưu, nó là cái giếng trời cả nhà. Và bốn cạnh bốn hướng đều có cửa sổ để mình lấy gió. Theo cái này theo đúng quy cách nhà xưa không? Anh đóng cửa xuống nhưng mà mở cửa ra thì nó vẫn là không khí thông thoáng. Ở bên phía trước mình là hồ cá coi. Nó vừa giữ cái độ ẩm cho cái nhà. Trời ơi, cái đi văn là một miếng, ba miếng gọt lại nó dày hả? Người ta thấy dùng cưới. Cái dùng cưới để... Cưới ngày xưa hả? Không xưa lắm nhưng mà nó... Trăm năm hạnh phúc. Trăm năm hạnh phúc của gì? Và Tiết Cương xin phép Hà để Tiết Cương nằm bên giường này lấy hên. Năm nay lấy vợ con ế quá cái gì ơi. Đó, nằm nay nè. Vút vút. Lấy hên nha. Lấy hên năm nay vợ, lấy hên nay vợ. Cái này là tượng của ông bà già, em là cái một nhờ cái anh bạn là nghệ nhân ở đúc à. Phía Bắc họ ảnh là cái tủ này cũng là tủ xưa đúng không? Tủ này thì cũng không phải là xưa lắm nhưng mà nó thiết kế art deco theo cái rồi bây giờ chúng ta sẽ dạo bờ ra bên ngoài để xem có những cái điều gì mới lạ đang chờ đợi chúng ta nhé quý vị. Bây giờ thì Tiết Cương và Ngọc Ngọc sẽ xin phép được thắp nhang dưới bức tượng của cụ Phan Thanh Giản ha. Trường Trung học Phan Thanh Giản đệ nhị cấp là cái này là cái cổng trường ngày xưa luôn á hả? Cổng trường ngày xưa 29C đó là Cần Thơ Thành Phố Le à. Là cái năm 1917 thì cái móc ngược lại có thành lập cái trường trung học ngoại Cần Thơ và sau đó đổi lên thành Phan Thanh Giản, rồi sau năm 1975 thì đổi thành Châu Văn Liêm ha. Cái cổng này là cánh cổng xây dựng từ năm 1917, cái cổng trường ngày xưa luôn quý vị. Ở lấy ở trường Phan Thanh Giản mà đầu tiên là trường Cần Thơ Colet chứ không, rồi sao mà thành trường trung học Phan Thanh Giản, rồi sao cô mới bây giờ mới là hiện tại là Châu Văn Liêm hả? Hiện tại là Châu Văn Liêm. Và sau lưng đó là một khu vườn gì vậy? Là cái vườn bonsai. Bonsai hả? Bonsai của em có đọc giải gì nhiều không? Đó khoảng gần 200 tác phẩm đọc giải. 200 tác phẩm đọc giải. Và Tiết Cương nghĩ nếu mà đi 200 tác phẩm đọc giải thì Tiết Cương với Cẩm Ngọc sẽ rụng mất cặp giò, cho nên chắc để dành cho phần sau đi. Còn bây giờ thì Tiết Cương nghĩ là nên khám phá một ngôi nhà bí ẩn bên trong thì chắc có nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta lắm hẻ. Bây giờ đầu tiên này Tiết Cương thấy có trời ơi Cần Thơ Ô Môn nè quý vị ơi, quá trời cái xe lam này lâu lắm mới thấy nè. Cô ơi đi về đâu cô ơi? Ủa em có lên đây ngồi chung được không? Được được được. Hồi xưa là cái xe lam này là ông bác tài ngồi đây là được hai người ngồi hai bên đúng không? Đúng rồi. Hai người ngồi hai bên á. Nhưng mà cái kiểu người hồi xưa người ta nhỏ con, bây giờ người to quá. Ví dụ như Tiết Cương cao mét bảy mấy, rồi Ngọc cũng cao mét bảy, vô đây ngồi bị đội ha, ngồi bị đội. Rồi, chụp hình hai anh em mình chụp hình này đó. Hello. Rồi bây giờ chiếc xe lam này là cũng là một kỷ vật ngày xưa, gắn cũng rất là nhiều thế hệ quý vị. Và cả bản thân Tiết Cương ngày xưa cũng là đi xe lam này rồi. Và cái hàng ghế nè, hai người ngồi đối diện với nhau thì có những cái học trò đi học á, ngồi kế con gái rồi cũng mắc cỡ rồi, hai người ngồi đối diện nhau không dám nhìn nhau được, dễ thương lắm, lãng mạn lắm. Chiếc xe lam gắn rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong ngôi nhà.
trong nhà nhà này có điều gì đặc biệt đang chờ đợi tiếp cơm vậy hả? Hà ơi, có bộ sưu tập áo dài xưa, bộ sưu tập báo chí, bộ sưu tập giao thông năm bộ xưa. À, quá trời, áo dài xưa báo chí. Đó, thấy từ cái xe kéo tay, xe lô đạp, xe lô máy, xe lam, xe lô máy và những chiếc xe của người miền Tây sử dụng. Cái xe này là xe của thời Pháp rồi ha. Đúng rồi. Xe này nãy Pháp qua Việt Nam. Cái cương kéo căn nhà này chắc có nhiều bí ẩn rồi, này học khóa kỹ quá. Rồi. Khóa vân tay quý vị ơi. Như vậy là hai anh em mình không đột nhập vô được phải không? Dạ. Không đúng vân tay rồi. Wow, ui. Phía bên phải là chiếc xe kỷ vật của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xe của ông Trịnh Sơn hả? Ờ. Đánh giá là xe của nhạc sĩ, của giáo sư tiến sĩ Võ Đồng Xuân. Đây có chứng nhận luôn nè quý vị. Tên và chủ hiện vật Trịnh Công Sơn nè. Nè, năm sinh 1939 nè. Quá trời xe của ổng hả? Qua wow, chiếc xe này giờ quý lắm, chiếc xe này Hà sưu tập từ đâu vậy Hà? Từ một cái người bạn là cũng sưu tầm lại. Vậy hả? Là có cái duyên thì anh bạn cũng... Chiếc xe này là bản số Huế luôn á. Số Huế 75 quý vị ơi, 3277. Qua wow, Tiết Cương là mê xe cổ lắm, bây giờ gặp được chiếc xe của bác Trịnh này thì Tiết Cương trời ơi lân lân cảm xúc, cái lát phải xin phép được chụp tấm hình với xe này. Còn chiếc xe chiếc Honda Dam này là chiếc này là chiếc Dam quân đội xưa của giáo sư tiến sĩ Võ Tùng Xuân à. Trường cấp cho thầy năm 72 khi mà thầy về công tác có chứng nhận luôn nha quý vị, Võ Tùng Xuân nè. Và chiếc Honda Dam mà quân đội này thú thật với Hà là Tiết Cương là đi review xe nay là gần 2 năm á, mà lần đầu tiên Tiết Cương mới thấy được chiếc Honda Dam quân đội á, thật á, 2 năm trời làm chuyên ngành về xe đó. Xin phép được bước lên được không? Được ạ. Ôi mời lên xe luôn. Thôi. Mời xe này quá. Quá. Cái xe Dam quân đội nó khác cái Dam ngày xưa là không biết không, cái Dam thường dân dụng là nó màu xanh bả đậu, còn riêng cái Dam quân đội nó màu đỏ. À. Chứ không phải là người ta thích thì người ta sơn lên. Honda Dam chỉ có hai màu thôi. Cái màu xanh bả đậu là mình hay thấy á, còn cái màu Dam quân đội màu đỏ là đặc biệt là chỉ có cung cấp cho quân đội đi ngày xưa đó. Và cái rổ cũng đúng cái rổ Honda Dam luôn á, cái ba ga cũng đúng không? Trời ơi cái xe này đúng là hai cái xe này phải nói đứng, bây giờ đứng là... chụp tấm hình luôn anh Cương. Thương mặt bộ đồ này mắc cười quá. Đó. Coi như là thưa quý vị, như là chỉ hai cái xe này đối với Tiết Cương bây giờ là vô giá. Hai kỷ vật ngoài là giá trị về xe mà nó còn có giá trị về lịch sử quý vị. À, của giáo sư tiến sĩ Võ Tùng Xuân nha, Tiết Cương rất là may mắn. Rồi, quá đã luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong coi những điều gì mới lạ đang chờ đợi chúng ta. Ô, có chiếc xích lô máy hả? Xích lô máy. Wow. Cái này mà anh con chở em đi được thì... Chiếc xích lô máy hả? Dạ. Xích lô máy này anh đi chạy mà. Chiếc xích lô máy này khó chạy lắm á. Dạ. Chạy qua hồi có review rồi, cái xe này chỉ thích đưa review rồi. Lấy hai cái chân anh. Đúng rồi, khó chạy lắm. Ồ, có cái mũ đẹp quá. Muốn là muốn gì vậy? Muốn đúng rồi. Ê, bộ đồ này cũng vô á Ngọc ơi. Tại cái màu xám rồi. Ngược rồi, ngược. Cái quen chơi ngược rồi hả? Tôi đọng ngược luôn cái gì rồi. À, có cái logo chứ. Hả? Hợp không? Bộ đồ hợp không? Nha, hợp. Rồi, hợp nha. Đây là bộ sách báo xuyên xưa. Ừ. Trong đây có khoảng 200 số báo mà trước đây là các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam vẽ để mà thiết kế cái trang bìa. Nhưng mà bộ sưu tập này từ đâu ra em có hay vậy? À, từ một cái nhà sưu tập ở Cần Thơ và được con cháu gìn giữ và... Trời ơi, xuân tất xuân cả xuân đây là những cái bản vẽ, Việt bản xuân thiết kế của các Tân Mão. Yeah. Gần trăm năm rồi mà giữ nó còn nguyên vẹn như thế này. Báo Xuân thì anh Cương biết là một năm chỉ có một số thôi. Đúng rồi. Thành ra đây là tất cả các bài báo này là đều trang bìa là đều của những họa sĩ thiết kế và trực tiếp vẽ luôn. Năm 1951 nè, mỗi năm nó lên đúng không? Đó, đây là những cái tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng. Đúng rồi. Một tờ báo này khi xưa là bằng một tháng lương của công chức, bằng 2 đồng, đúng như. Quý lắm á. Trời, Tiết Cương thích mấy cái hình ảnh ngày xưa, nhìn cái hình vẽ, hình đẹp, phụ nữ đẹp xưa đẹp quá ha. Dạ. Hồi xưa phụ nữ xưa đẹp. Mà sao phụ nữ nay nhìn kỳ quá quý vị ơi. Hả? Nó lỗi. Không cần.
đây là cái bức tượng trái tim bất tử. Anh Cương cái hình trái tim này, khi mà cái pho tượng này bị cháy thì cái trái tim vẫn còn y nguyên. Cái này hoàn toàn là khi mà xây dựng một cái ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam thì có một công nhang mạng của mình. Còn đó cái máy in Romeo hồi xưa và máy không phải là gọi là hồi xưa là máy gì? Tay lách hồi xưa để mà đánh ở đây mình chưa nhận. Còn này gì? Cái đó là đồ mới nè, tiện. Cái này đánh máy đánh chữ tê lét nè, có nghĩa là giống như bây giờ mình nhắn tin bản thì bên kia nhận rồi. Giống như mình nhắn tin bằng điện thoại di động rồi á, mình nhắn ở đây là bên kia nhận được á. Đây là một tập nước giải khát, bia nước ngọt của Pháp mà nó nghe được ha. Đó, đây bộ tập tẩu nè, đây là tất cả các loại thuốc lá, thuốc lá và tẩu phải không? Lá xưa. Trời ơi, nhìn nhớ nè, Đà Lạt nè, Bát Tốt nè, Caravan nè, rồi Phát Xô nè, Mế Lia nè, Dona, Vitap, Đinh Hiêu, quá trời thuốc quý vị ơi. Cái này hồi xưa Tây Tiết Cương không có thuốc, nhưng mà Tiết Cương cũng đã từng trải qua cái thời này đi mua thuốc cho các anh mua nè. Đó, Bát Tốt nè, Camel nè, đó còn mấy hiệu xưa không, Sài Gòn, Phát Xô, Đà Lạt, Mế Lia, Đinh Hiêu, quá trời thuốc lá xưa ha, thời kỷ niệm đó. Tẩu hút thuốc là thấy Tiết Cương ngầu ngầu không, thấy Tiết Cương ngầu không? Nhớ không hội đồng không? Hội đồng hơi lỗi. Không bỏ xuống luôn. Ồ, cái máy cassette này cũng cổ luôn quý vị. Hai học nè, ô tô rồi vợt luôn, máy sát. Cái này hồi xưa là cả cây vàng nó vẫn chơi đâu. Dạ, mà cây vàng hồi xưa là nhiều. Mặc lắm. Bộ la mô cổ luôn hả? La mô và bằng cầu của Pháp xưa. Sà bông Cuba đây hả? Trời ơi, nổi tiếng quý vị ơi, sà bông Cuba. Còn này là cô 4 bộ sưu tập áo dài xưa. Quá, áo dài của phụ nữ xưa hả? Cũng thấy là cái áo dài xưa của phụ nữ xưa mà cũng là rất là quý chủ. Đây này có tranh nữa này hả? Đây là cái bức tranh này Đặng Phước Truyền, ông Đặng Phước Truyền tặng năm 1900 37. Ông này là ai? Của một cái người nổi tiếng tặng cho một cái người ở Cần Thơ. Qua trà bỏ dài cổ ngày xưa quý vị ơi. Ở đây là máy thu âm của Đài Phát thanh Cần Thơ xưa. Ở đây là cái bản đồ Villa Đại Thế Đông, là cái làng Thế Đông năm 1905. Là cái làng mình đang đứng đây. Bản đồ ha. Đây là bản máy thu âm xưa này quý vị, Đài Phát thanh này. Hồi xưa là chỉ có vài cái micro thu âm này thôi. Không, này bản in kẽm gì đây? Bản in kẽm, in truyền đơn giải phóng Cần Thơ. Hồi xưa giải phóng Cần Thơ thì cái này mình phải xếp chữ phải không? Không, cái này khi để cái bản này kéo lụa lên là nó sẽ ra cái chữ. Nhưng mà làm sao mà mình đánh ra được cái mấy cái chữ này? Cái chữ này là khắc trên bản kẽm. Còn đây là cái giấy tờ bán đất của cái khu vực này cách đây 100 năm, làng Thơ Đông, năm 1921 năm. Em mua để em chứng nhận là này thuộc về em rồi phải không? Để có ai mà khiếu kiện nữa, là tôi đã mua từ hồi cách đây 100 năm nha quý vị. Rồi, quá trời. Đây là bộ sưu tập về quần áo. Áo dài đây là anh Cương thấy là cái túi này là do cô hiệu trưởng đầu tiên là nữ công gia chánh cô Đồng Cẩm Vân, cô hiệu trưởng tận đây cô đang mình đi đang hồi xưa ta đang bằng những cái sợi dây nhựa rất đẹp. Đây là áo bà ba với khăn ra ngày xưa ha. Áo bà ba, cái bộ sưu tập áo dài này anh nhìn cái công phu của cái bàn, còn cái bàn máy may này sao? Cái bàn máy may này thì cái bàn máy may cũ của cô Đồng Cẩm Vân thì cái số seri với cái giấy tờ hồi xưa gia đình mua bán vẫn còn giữ nguyên luôn. Wow, cái máy may gần 100 năm. Anh Cương thấy cái công phu của những người thợ may xưa đó. Nếu mà mình nhìn như thế này mình không thấy họ ráp tay, xưa cái ổ vải là rất là nhỏ. Bao nhiêu dạ lúa mới được 1 mét vải, mà bao nhiêu mét vải mới được một cái áo dài. Nên những cái gia đình mà họ còn giữ được cái áo dài tới bây giờ là gia đình đa phần là giàu có, là quý bà xưa. Đây khi họ ráp tay mà mình nhìn mình không phân biệt, không thấy cái chỗ nối luôn ha. Khéo dễ sao. Trước là đo ni đóng giày nên cái vòng eo như thế nào là cái người thợ may không may là người khác mà không vừa. Không được ha. Đúng rồi.
Đây là cái bức tranh của gia đình ngày xưa nè. Cô Đồng Cẩm Vân đây. Đây là hình của cô Đồng Cẩm Vân, chủ nhân đó. Rồi, như vậy là cái Cương và mặc bộ áo dài này với bạn Ngọc bộ áo dài này là thấy áo dài này không đúng, áo dài tôi đúng đó nha. Đây là bộ huy chương của ai đây? Đây là của ông quan đứng đầu Cần Thơ, ông quan Trần Nguyên Can. Tất cả các vụ án xưa đều được xử ở căn nhà đây. Đây là những cái bộ thờ cúng của gia đình còn lại. Bộ áo quan, bộ mão của mão. Dài quá luôn hả? Cái này để người ta sau khi mà cái vị quan này mất thì họ thờ. Còn cái này là áo dài xưa nữ này. Còn cái này bản đồ gì đấy? Bản đồ khi đấy là Pháp đánh gia định thì quân đội Pháp vẽ để đô thị của Sài Gòn xin. À, thì Cường thấy có cái nón của ông quan Pháp nè. Cường sẽ đội cái mũ của ông quan Pháp nè. Nãy giờ gọi đủ cái mũ cái gì rồi? À, nhìn giống ông quan Pháp không? À, như vậy là sơ qua nãy giờ chúng ta sẽ đã được tham quan ngôi nhà cổ nè, rồi được biết cánh cổng của trường Phan Thanh Giảng xưa, và phía trước là bộ mấy chiếc xe cổ của nhạc sĩ Trịnh Sơn và giáo sư Võ Tầm Xuân, và dưới đây thì được bộ sưu tập áo dài xưa cổ, và thật sự là còn rất rất nhiều những điều mới lạ đang chờ đợi chúng ta phía trước. Nhưng mà thật sự thời lượng đã quá dài rồi, bây giờ mà Tiết Cương cũng đã coi như là chóng mặt với cái bộ sưu tập của Hà rồi. Bây giờ Tiết Cương nghĩ rằng để xem tiếp những cái bộ sưu tập tiếp theo thì chúng ta phải chờ đợi phần sau. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại những clip sau nhé. Xin chào.